Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ mà đã được đề cập rất nhiều trong những bài viết trước đây. Đó là những bài viết khi tôi tham dự Vezegur 2018 tại Thụy Sĩ, cũng như là những bài viết so sánh đồng hồ Rolex Sport. Và hôm nay thì trong video này tôi sẽ review đập hộp một chiếc đồng hồ rất là thú vị. Như các bạn đang thấy, tôi vừa mở hộp. Đây chính là chiếc đồng hồ Rolex GMT Master 2 với mã hiệu là 126710. Chúng ta tìm hiểu qua một chút về lịch sử của Rolex GMT Master. Thì Rolex GMT Master lần đầu tiên được ra mắt công chúng trên thế giới vào năm 1955. Chiếc đồng hồ này thì là được đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác giữa Rolex và Pan American Airways, một cái hãng hàng không của Hoa Kỳ. Những chiếc đồng hồ Rolex GMT Master thì nổi bật với vành bezel hai màu để phân biệt thời gian ngày và đêm của múi giờ thứ hai. Với cái màu sắc trên vành bezel này thì GMT Master đã trở thành một chiếc đồng hồ được giới hàng không vô cùng yêu thích. Không chỉ có giới hàng không mà rất nhiều người hâm mộ Rolex này, người chơi đồng hồ, người thích đồng hồ và những nhà sưu tầm bỏ tiền ra để mua những chiếc GMT Master. Vành hai màu của GMT Master rất là cuốn hút. Thương hiệu Rolex thường xuyên biến hóa cho những cái vành bezel của GMT Master. Ngoài những phiên bản phổ thông là có vành đen trơn thì GMT Master còn sở hữu những màu khác mang biệt danh như là Batman, đó là xanh và đen, Coca là đen và đỏ, và như trên tay tôi chính là Pepsi xanh và đỏ. Tuy nhiên với phiên bản mới năm 2018 này thì việc tạo nên được cái chiếc vành Pepsi này là một quá trình vô cùng phức tạp và tốn rất nhiều thời gian. Có một câu chuyện mà tôi sẽ chia sẻ tới các bạn, đó chính là tôi có một cái cơ may đã được làm việc với một người Việt, có thể nói là một kỹ sư làm việc trong nhà máy của Rolex. Thì anh có chia sẻ với chúng tôi rằng tỷ lệ thành công để tạo nên được cái vành của chiếc Pepsi này đó chỉ là khoảng từ 18 đến 20% mà thôi. Có nghĩa là làm 100 cái vành thì chỉ có 18 đến 20 chiếc đạt tiêu chuẩn, cái số còn lại là sẽ phải hủy. Thì chúng ta mới thấy được cái tỷ lệ thành công được chiếc vành này nó thấp và nó giá trị đến mức như nào. Tiếp đến thì là chúng ta hãy tìm hiểu một chút về trên mặt số của chiếc đồng hồ này. Bộ kim đồng hồ này được thiết kế rất là truyền thống với hình là mũi tên, cọc số chỉ giờ như các bạn đang thấy, là được phủ chromalite là chất dạ quang. Cửa sổ báo ngày vẫn được giữ nguyên tại vị trí 3 giờ. Nói chung là những gì nguyên bản giống như những phiên bản đầu tiên thì đều được giữ lại, chỉ có khác mỗi qua mỗi thế hệ, mỗi thời kỳ thì GMT được cải tiến hơn một chút này về ngoại hình cũng như là mặt số để cho nó phù hợp với thời đại hơn. Cỗ máy được sử dụng trong GMT Master 2 Pepsi này cũng là một cái cỗ máy mới, caliber 3285 thế hệ mới nhất, với chức năng là GMT, một cái cây kim thứ tư. Cỗ máy vận hành được trang bị dây tóc xanh là parachrome, giúp cho chiếc đồng hồ chạy chính xác hơn và nhảy giờ rất là mượt mà. Ngoài ra cỗ máy vẫn sử dụng rotor tự động hoạt động tối ưu, và cỗ máy này được nâng cấp lên thời lượng chu cót 72 tiếng, tần số dao động 28.800 nhịp trên một giờ. Tuy nhiên điểm hấp dẫn của chiếc đồng hồ này chắc hẳn là các bạn đã nghĩ là tôi đã quên đúng không? Không, tôi không quên mà tôi để dành thì bây giờ tôi sẽ trao đổi trò chuyện với các bạn. Đó chính là dây đeo của model Sport. Model như các bạn đang thấy 126710 Pepsi có dây đeo và là dạng dây Jubilee. Chúng ta có thể liên tưởng đến là dây Jubilee, đó là DNA, nó là truyền thống của những chiếc đồng hồ dress watch như là Datejust thì thường xuyên sử dụng dây Jubilee. Khi nhắc đến Sportwatch thì là chúng ta thường nghĩ đến cái dây mắt to hay gọi là dây Oyster, để nó có một cái độ nam tính, độ khỏe mạnh và độ phù hợp nhất định. Tuy nhiên khi phối
GMT Pepsi với dây Jubilee. Thực sự là khi cầm trên tay là tôi thấy có phần rất là ngỡ ngàng. Cái cảm nhận của tôi về cái dây này nó khá là lạ, không biết miêu tả gì cả, nhưng mà tôi chỉ biết nói là tôi thích nó. Tôi thích cái ngoại hình của chiếc Pepsi này. Đó, độ hoàn thiện rất là cao. Với phiên bản này tôi phải đánh giá là Rolex dùng cái kỹ thuật trải xước polish rất là đẹp. Khi nói về cái dây này mà chúng ta không đeo lên thì quả thực là một điều quá phí, rất là vừa vặn và thoải mái, phải nói là thoải mái, rất là thoải mái các bạn ạ. Ngoài ra với khóa Oyster Lock này thì chúng ta có thể thay đổi kích cỡ chênh lệch khoảng tầm 3-5mm, thoải mái để nới rộng này hay là thu hẹp để cho bộ dây này có thể vừa với cổ tay của chúng ta. Và các bạn hãy cho Gia Bảo biết ý kiến của các bạn về chiếc đồng hồ sport nên sở hữu dây Jubilee hay là dây Oyster như những phiên bản trước đó, thì hãy comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.